Hello hello, anh em Shimika, Phương Mita. Xin chào các anh chị các bạn. Tôi, Phương Tiến Hàn, tôi sẽ hôm nay sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn bài 3 những cảm xúc tiến hành trung cấp, trung cao các anh chị các bạn. Bài cầm rơn là những cảm xúc các anh chị các bạn. Chúng ta học ở trình độ trung cao tới là tôi có trung cấp xong tới trung cao. Nay mình tiếp tục học bài 3. Thì đối với bài 3 chúng ta sẽ học phần từ vựng cầm rơn là những cảm xúc. Cầm chân ở huy những từ vựng liên quan với tình cảm. Chúng ta có kiputa là vui vẻ, hanbok là hạnh phúc, humukhata thỏa mãn sảng khoái các anh chị, humukhata gồm có là shinputa là buồn, kheruptha là đau khổ, kheruptha là đau khổ, uunhata là u uất, kheruptha đau khổ, khoa rấp kê hachi mara là đừng có làm ta đau khổ, là làm đừng có làm tôi đau khổ, là đó mà ý là mình nói là gì hả? Tân ly ta run rẩy, tân ly ta run rẩy ha, kinh trang tuê đà là căng thẳng, kinh trang tuê đà tân ly ta, bồ đan ha ta là bất an, bu cơ là ngượng ngùng, chăng pi ha ta là xấu hổ, bun khê ha ta khó chịu không thoải mái, Asipta là tiếc nuối, Asipta là tiếc nuối ha, tiếc quá đi, Asipta, Asiwayo, Asine, Asimne, Manchukha ta là thỏa mãn, Bun là bất ha, Mansirupta, Bun Mansirupta là bất mãn các chị bạn, Bun Mansirupta, Musupta là sợ hãi, Musupta là sợ hãi, Hoa ca ni tà hoa là quả nè, hoa ca ni tà phát sinh quả tức là cáu giận, chả chứng nghi na tà bực bội, sim sim ha tà là buồn chán ha, chi ru ha tà buồn tẻ nhạt nhẽo, chi ru ha tà cầm chân nghi tư đơ na tà, tư đơ na tà là tình cảm được bộc lộ ha, cầm chân nghi tư đơ na na tà, cầm chân ngấn sum kỳ tà, cầm chân ngấn sum kỳ tà, cầm chân ngân phiêu hân hà tà, cầm chân ngân tư đơ nê tà, tư đơ nê tà là bộc lộ bày tỏ ha, tình cảm được bộc lộ, hai từ này khác nhau các bạn anh chị, ở chỗ là được bộc lộ ha, tư đơ nê na tà ha, con này nê tà là lấy ra bộc lộ ra, hoa rinh nê tà giống như chữ hoa rinh na tà, hai cái này là khác nhau anh chị các bạn, chú ý chỗ này nổi cáo và cáo bẩn ha, hoa đinh nê chi mã ra đừng có nói cáo à, hoa ca na ta hoa ca na này là bị cáo bẩn không con này giống như nè na ta đây là được bộc lộ ra, đây là hai cái này ý nghĩa một cái bị động một cái chủ động nha chị các bạn, cầm chân anh sum chi ta che giấu tình cảm hay gì đó hay đúng không, cầm chân anh ớt nu rư ta là kìm nén tình cảm, ớt nu rư ta các bạn anh chị, hoa rinh phun tà là ngu giận chứ hoa là hỏa, hoa rinh phun tà cầm chân ngân phiêu hân hà tà biểu hiện tình cảm ha, cầm chân ý phun bù hà tà tình cảm phong phú ha, thì những từ này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong bài này ha, chúng ta sẽ bước qua những phần từ vựng, bước qua phần ngữ pháp ách ất tà, ách ất đưa vào tức là thể hiện hoàn thành là đã được hoàn thành trong quá khứ ha, các anh chị các bạn chú ý là chỗ đó thôi, thì mình học rất là dễ chỗ này ha, kurachi arachi anaseo đã không khó như vậy ha, kurachi man sam nhân hắc sam nhân bồ tát nín chấm ở đâu world chaseo đã khó khăn từ 3 năm trước đúng không, khó khăn từ 3 năm trước các anh chị các bạn ha, thì mình gì là gì ha, khó khăn từ 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 đâu sam hắc nhân là từ năm thứ năm lớp 3 các chị bạn, khó khăn từ năm lớp 3 luôn, Eden beun te nen him tura so cha chứng y mani nachiman ije ne mani isuk hechaseyo, lúc đầu mới đi làm thì tôi thấy rất là bức xúc và khó vì khó khó khăn quá, nhưng mà sau này nhưng rồi giờ thì đã quen rồi đúng không, ije nen mani isuk hechaseyo đã quen rồi đúng không các bạn, nhớ là chữ đã quen rồi mình dịch nào chữ đã ha, tiếp theo isuk hechaseyo là quá khứ nè không, isuk hechin kịch là những quá khứ luôn, katthin deyo katthayo
Hinterdassnail, các chị các bạn nhớ ha. Đã hoàn thành luôn đó nha. Ore tetsuyo ajito ane changu esa inhaseyo. Ở là mấy cái cửa hướng dẫn à cho mọi người. Đúng không? Gia đình hết đề à. Hết sức đều đã làm việc kết thúc rồi đúng không? Để nhấn mạnh cái gì các bạn? Nhớ hè. Sau bê đuôi biểu hiện quá khứ là ắt ớt đuôi ắt ớt ớt sớt này đúng không các chị các bạn, khác nữa hả, khác thêm chữ ớt sớt này vô à, hai cái này khác nhau các bạn ha. Nhấn mạnh nghĩa của một việc đã được kết thúc hoàn toàn trong quá khứ, cái nó quan trọng ha. Thêm vô này ớt vô, hết sơ vô là mới đây thôi, mới đã hoàn thành nhưng mà mới đây, hết sơ vô hết sơ nền đề là lâu trong quá khứ rồi đó ha. Mechim chim bù thơ Samoshin esa sururin chẳng đi hanin eden hake tesseo là mới đây thôi à, hake tesseo là mới đây nhưng mà hết sức sần đề là việc đã trong quá khứ rồi anh chị các bạn. Tức là cái việc nó đã xảy ra trước lâu rồi đúng không à. Lúc đầu thì tôi làm nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân đúng không các bạn nè. Anh nên chăng cuối sợ là lâu ít à. Cho nên mình mắt mắt mà nên yên hết sức nên đi. Tức là mình sẽ làm một cái công việc gì à, làm nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân ha. Anh nên chăng cuối là quầy lễ tân các chị bạn dịch là gì ha. Đón khách ở quầy lễ tân à. Ở quầy lễ tân các chị. Nhân viên lễ tân à. Rồi sau này sau đó là tôi. Nhưng mà ngày trước tôi sắp bắt đầu sắp xếp tài liệu trong phòng. Đó là chuyển việc cho tài liệu trong phòng à. Thế là vậy. Chữ tên, tên có nghĩa là gì? Đã từng các chị các bạn à, hồi tưởng lại à, hồi tưởng việc lại việc mà xảy ra trong quá khứ nè, hoặc là đó kéo dài và lặp đi lặp lại cho thấy nó trong quá khứ. Đuôi tên được kết hợp với ô tà ca tà để tạo thêm thành ô tên ca tên, ý nghĩa biểu hiện sự lặp đi lặp lại các chị các bạn à, đã từng đúng các chị các bạn à. Chơi ca chào chú ca tên à, chắc chip y munen tata sao à, tôi đã gì cái cửa cái nhà hàng mà tôi thường gì tôi thường đến thì đã đóng cửa đúng không à, đóng cửa ý là vậy, nhà mà tôi thường đến đó, thì đóng cửa thì mình dịch gì nó sẽ thường hay là đã từng cái gì mà đã từng đến không thường từng đến không dịch là gì thì nó sẽ hay à, thường lui tới để đóng cửa rồi mà vì này nó khi đây sẽ chụp cung à Asiwasio đó nên cho nên là buồn ở chút à. Aka jega itten simon mot bosseyo ichik sang wie tuanende chạm canh nakataga onika option trên nền đều à, thì lúc nãy mà bạn không thấy báo tôi đang đọc à đúng không, hỏi là câu hỏi là vậy không, tôi đặt nó trên bàn này mà và nó biến mất sau khi tôi rời đi một thời gian à, à sang VA tôi ấn nền đè chạm canh Nakataka Onika chương option trên nền đã bị biến mất đi rồi không thấy nữa thì con việc có nghĩa là option trên sale ha, hành động là đã từng ở trên đây. Tức là Akachaka Itten Shinmun Shinmun Mod Bosset Nandeo đã từng thường ha, thường hay là từng đọc tờ báo mà tôi đã từng đọc à, tôi giờ tôi không thấy mà tôi không thấy cái tờ báo mà tôi từng đọc, tôi đã đọc và từng đọc ha, tôi đọc rất nhiều lần ý nó là vậy ha. Trần Hà Tên Chinh Cù Cà Sosikin Trần Hà Tên Chinh Cù Cà là cái người mà bạn mà à, mới đã từng thường là chuyển tin cho tôi thì vô cho mình do nắc nghe cười ấp sò à, giờ này lại không có gặp mặt nhau nữa ha, không biết là bận rộn gì mà không gặp mặt nhau à, ý là vậy. Rồi thì chữ này là mình nghĩ là đã từng cái gì các bạn ha. Tiếp theo add ít tên nên đã từng xảy ra trong quá khứ luôn, thể hiện sự hành động trạng thái hay qua trong quá khứ.
nhưng tình huống đó không được hoàn thành mà bị đứt quãng ha. Trên thực tế đuôi ad ít tên và đuôi tên không có sự khác biệt về ý nghĩa các bạn anh chị. Hãy chú ý chỗ này. Chỉ khi kết hợp với động từ otakara thì ad ít tên biểu hiện hành động xảy ra một lần, còn chữ tên là được lặp lại một lần. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn các chị các bạn. Nó xảy ra một lần thôi trong quá khứ, còn chữ tên là nghĩa là mình sẽ tập báo mình xem đi xem lại rất là nhiều lần. Hai cái này nó mang ý nghĩa khác nhau một chút chỗ này mà mọi người phải phân biệt được thì mình viết văn nó rất là hay anh chị các bạn, thể hiện được điều là mình muốn nói ha. Chi tiết hơn rồi chúng ta phần ngữ pháp bây giờ các bạn ở đây ca trang kibutin irin nè tác cho e hấp chất hết tên ideal. Việc tốt nghiệp thì chỉ có ba gì, chỉ có một lần thôi. Thật là cái việc mà đã từng đúng không, đậu vào đại học rồi trong quá khứ thì là cái việc mà gọi là trong đó là những cái việc vui vẻ mà vui vẻ nhất của tôi. Chữ tên này là lặp đi lặp lại rất là nhiều chữ vui vẻ. Kurenen nếu mua là kibosa nếu mua đi nan chúng tôi rất tả mà vui vẻ đến vui đến mức mà phải phát khóc luôn các anh chị các bạn là vậy. Là thì chúng ta sẽ liền mấy câu này các anh chị bạn nữa không rồi. Ít chắc gần chân này ai tự đi mà này ít cất tần check in there hả. Đây là cuốn sách mà xưa mà trẻ con đọc rất là nhiều anh chị bạn. Dù cho mày tự lên chán anh ít nên ta cô hành hành ta anh ít nên ta cô hành ta anh ít nên ta cô hành ta. Nhưng nghe nói giờ trẻ thầy con hồi nay không đọc không hay đọc lắm hả. Hầu như không hay đọc luôn, hầu như là không hay đọc luôn, cho nên mình có thể Hàn Quốc ở sơ sinh hoạt hàm miền sơ giờ được các chị lên càng hôm hết chiều à. Bạn đã trải nghiệm, bạn đã có kinh nghiệm gì sau khi vì khác nhau khi sống ở Hàn Quốc, Hàn Quốc ở sơ sinh hoạt hàm miền sơ trong quá trình sống ở Hàn Quốc thì bạn đã có trải nghiệm gì, là có việc gì trải nghiệm là không, ý là hỏi là vậy nào nè. Cứ chung với tôi giờ quên anh đi đâu bờ tân yêu đi sang cắt na nèo. Đặc biệt tôi nhớ lúc mình đã mất cái hộ chiếu đó, trong đó thì đặc biệt trong đó là tôi nhớ nhất là tôi đã mất cái hộ chiếu. Việc đã xảy ra mà chỉ xảy ra một lần thôi à, đã từng xảy ra mà đã từng có mà đã xảy ra một lần thôi, hồi tưởng trong quá khứ à. Khích đen nên chứng minh tăng quan hết sức sẹo, lúc đó tôi thật sự là hoang mang luôn, thật sự đã rất là hoang mang. Việc cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi anh chị các bạn. Cấu trúc này hết sức nè, hết sức sale, hết sức sale à. Ở đó xin tên anh main main chân man chân cấp kê chi nét sale. Vâng, khi tôi còn trẻ thì tôi thực sự vui vẻ mỗi ngày luôn, thực sự vui vẻ mỗi ngày được đúng không. Chỉ cơm sang gắt là ham nhờ anh bây giờ nghĩ lại sao cứ tè cả cá trăng hay bóc hết tên tè in kịch cắt thầy rồi. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi ha, cứ tè cả khả chẳng hạn bóp hết tên cỡ tệ in cách cách thầy ạ. Chứ tôi khu đề sự cơ đề ạ, tôi cũng vậy thôi. Chú tân hát kiểu tệ cả khả chẳng cho át tên cách cách thầy ạ. Áp nà đây, tệ hẹn sơ cực chân hành cực sĩ ấp sơ sơ, ấp sơ cổ công bu sư đề sư thư sơ cả sư thư sơ na chi chích sư đề sư thư sơ cách thân cực sĩ ấp sơ sơ hiệu. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng trường tiểu học là cái thời tiểu học là tốt nhất đối với tôi ha. Khi học tiểu học là thì là giai đoạn tốt nhất, gần như là tốt nhất. Và ngày đó áp đà đề về 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 ngày phía trước đó thì hầu như là không có lo lắng gì là cho tương lai hết đó. Tức là hầu như là không có lo lắng gì về tương lai này. Áp đà đề thì hay sao là về tương lai các anh chị, dịch là về tương lai và không có áp lực về công việc học hành hay là tìm việc kiếm việc làm anh chị. Câu này dịch rất là hay, không có áp lực về công việc về làm hay là không có cái mà không có cái mà giống như là việc áp lực về kiếm việc làm hay là áp lực về công việc học mà đó là một cái rất là hay ha. Khác cái ad ít tên ha, nên biểu hiện một sự việc hành động nào đó đơn thuần đã xảy ra trong quá khứ nhưng trạng thái của hành động đó vẫn được nhận thành, vẫn được duy trì ha, sau khi được hoàn thành vẫn được duy trì là các bạn. Ad ít tên nè xăm nhân trên này TH sang gì hết tên chị quên xì gà y chê nên cơ đơn hay à ai ấm mắc à thế ta
Câu này đúng các anh chị các bạn ha. Là thì cái việc đó là trong quá khứ và đã từng trong quá khứ và đã xảy ra rồi mà không phải nữa đúng không? Trên câu này đúng nè. Nhưng mà xem nha, TH sang in chi quên xì gà ha. Y chen nên câu đơn hai giờ ai ở mắt cả tế tả là không đúng à, câu này không sai không có hay. Thế là biểu hiện một sự đơn thuần là cho trong quá khứ thôi, nhưng chẳng lẽ cái đó sau đó khi sau khi được hoàn thành vẫn được duy trì. Còn cái này ví dụ như cái này là đã cái chi quên si nè, đã từng là cái gì, đã từng là học sinh viên đại học ở năm thứ ba 3 năm trước đúng không, bây giờ đã kết hôn và trở thành mẹ rồi, tức là đã gì, đã được hoàn thành ha, hoàn thành và duy trì rồi, đấy là gì ha. Câu dưới nó không hay bằng câu trên các bạn, văn phạm là trung cấp hay anh chị các bạn. Rồi ha tà ha, làm gắn vào gì thân của tính từ tâm lý, chỉnh từ chỉ cảm xúc của hiện tượng cao con người như là kiputa simputa, để biến tính từ thành thành động từ các bạn. Mà mua chất cho ha sách tà nè cho ha tà các nhiêu ha tà là sẽ nên kê sơ là ngón thứ ba các bạn chị ạ, kê sơ nên mua chất cho ha sách tà đã thầy giáo là cho nên rất là thích nè, rất là thích các chị bạn, rất là thích ha. Nè cao Odin Mane là xin xem em chắc sao Pepco in sao đến từ đi cả hả, lâu rồi lâu mới rồi mới được gặp thầy và chào thầy nên là thầy rất là thích ý là câu nói là gì hả? Kết hợp vô hai cái gì các bạn, hư mút ha ha sách tà có chút chị in hà tiếp theo, hư mút là thật là vô cùng vui vẻ nhất luôn ha, hưng phấn nhất luôn. Chinh cơ vất tà, chinh cơ vơ hết tà, trăm ca cha từ đi, nhớ là ngồi thứ ba số nhiều số ít rồi mình phải kết hợp với vô ha các bạn. Tim sĩ nên cẩn thận này vô không, cho nên mê ôn ấm sức cần cho ai hết sợ ha, cha chu mất cười ồ các anh chị các bạn, đồng chí cho ai hết sợ là đồng chí cho ai hai tàu là thích là không nói là ha, cho nên thích viên thì cho thành động từ ha, thích đấy các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình có gì đây y sang cơ đất nền đề cơ đất tàu cô tư đất nền đề hiêm tinh chi anh nát xèo ở đây có từ là gì, ở đây không có từ là kết hợp với đây hiêm tư đất hà chi anh nát xèo ta đơn chính của tư đơn, nhớ các bạn ngang ngọt thứ ba mình sử dụng này, nếu mà nói là gì cho tôi thêm tinh tờ là được rồi, nhưng mà mình nói với ngôi thứ ba mà số nhiều số ít gì cũng được, mình nói là trả đến chính của tờ đơn bên 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 lô thêm tờ chi tìm tờ hai chị anh nát xumi chú ý chỗ này ha, ví dụ như những câu có sử dụng động từ tâm lý và tính từ tâm lý khác nhau, chỗ là vị ngữ đó, của câu đó là động từ hay tính từ các chị các bạn có nghĩa gần giống như nhau chỗ này quan trọng ha, đã nên copy ca chỗ tha ha, đó nên cấp phía đến chỗ hành tà là khác nhau ha. Tôi thì thấy cái này là gì, cà phê này thì tốt á, nhưng mà tôi là thích cà phê này ngon á, nhưng mà tôi là thích uống cà phê là hai câu khác nhau ha. Cho nên các bạn Udi là Udi tin nè là cái này quan trọng, và câu trong nghi vấn với câu trong nghi là có thể là nơ hi tin các bạn nhớ ha. Đây là na nên nè ta kêu e hấp chất hay sơ chân man kiputa là đúng nha, nhưng mà nó chứng minh computer là sai đây nữ khứ nên THQE hấp chất hai sợ chứng minh computer là ok, mình đã nên THQE hấp chất hai sợ chứng minh kipet là sai nhớ hả, nó nên THQE hấp chất hai sợ chứng minh kipet là được à, khứ nên THQE hấp chất hai sợ chứng minh kipet là cũng sai luôn. Hay cái chú cái này ha, hằng định mình ngôi chủ ngữ nhưng tính từ tâm lý thì có tính từ tâm lý chỉ được dùng trong câu chân thực và với chủ ngữ là ngôi thứ nhất không, và đây các bạn chú ý ha, là uri uritin được sử dụng ha. Rồi, và trong nghi vấn của câu chỗ thứ hai thì nơ hi tin, không là mình sẽ sử dụng cái này hết rồi các chị các bạn cái này quan trọng ha, mà các bạn phân biệt được cái loại thì rất là giỏi ha. Tại vì cái khó cho tiếng Hàn là chỗ này
nè, na ninh nơ thì khác nhau ha, khư ninh na, khư ninh thì được mà na thì không được. Hai câu này các bạn thấy khác nhau chỗ nào? Con na này khư là nấy nè, con thứ ba ha, nơ ninh là hai thứ hai, nhưng mà khư ninh là con thứ ba là không được. Hai cái này nó khác nhau chỗ nào nè? Khư ninh hấp kiết hay sơ nè, chân mình kịp bớt sơ là dạ. Mình thấy cái là khác nhau chỗ nào nè? Hai cái này chân mình nè, hấp kiết hay sơ chân mình kịp bớt sơ nó quá khứ rồi. Không được. Hỏi quá khứ là nó thành là câu hỏi ha. Cái này kịp bớt sơ thì được nè. Chỗ này ha, cái này dễ, quá khứ với bớt sơ này câu khẳng định, câu này câu câu hỏi. Nhớ tất cả những câu hỏi là không được ha. Cái này là câu hỏi nè, câu này có thì cái này thì được ha. Chú ý chỗ này, cái này câu hỏi này, câu gì đây, câu khẳng định này được không, nhưng trở thành câu hỏi này là không được chưa. Còn cái này là hỏi thì được mà câu khẳng định thì không được nè. Thì mình cái chỗ này chú, các chị các bạn phải chú ý và ghi chú lại ha, là mình nên học đi học lại nhiều lần để mình phân biệt nó. Mình nói nó nhiều lên thì mình sẽ khá là mình nói đúng với sai ha, chỗ này rất quan trọng các chị các bạn. Rồi phần học về thứ nhất, học thứ nhất của bài số 3 tiếng Hàn trung cao cấp này tới đây là kết thúc. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video ạ.